Mến chào anh chị em nghệ nhân và các bạn đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Nội dung video ngày hôm nay sẽ chia sẻ cái cách phân biệt chim cu gáy non, trống và mái đơn giản nhất, chính xác nhất. Các bạn, ở đây mình có hai cặp. Một cặp thì được 10 ngày tuổi và một cặp thì được 1 tháng tuổi, là 30 ngày các bạn. Cái cu trưởng thành nó rất là dễ phân biệt. Những cái cu con này nó vừa lớn vầy rất là khó nha các bạn. Nếu các bạn không để ý, không quan tâm, không test thử sẽ rất là khó. Nhưng để làm sao mình phân biệt được cặp cu con này trống mái chính xác sẽ có chi tiết cụ thể trong video ngày hôm nay. Những bạn nào quan tâm không nên bỏ qua nha các bạn. Cặp này là được 10 ngày tuổi này các bạn. Là cu gáy hay còn gọi là cu đất nha các bạn. Đầu tiên thì con cu nhỏ này mình muốn đào tạo nó thành cu khách thì mình phải chăm nó là sao ạ? Mình phải thường xuyên tiếp xúc nó, đút cho nó ăn để nó làm quen với mình. Mai mốt nó sẽ thành cu nghiền người, thấy người là gáy, thấy người là gù. Những bạn nào đã biết rồi thì có thể là tua qua, còn bạn nào chưa biết thì cái cách chăm sóc chim cu con mình sẽ chia sẻ luôn nha các bạn. Ở đây cu con này mình cho ăn cắm trứng. Đây, sẽ đổ cắm trứng vào cái hũ. Đó các bạn, đơn giản thôi, bỏ nước vào, chờ khoảng chừng 2 đến 3 phút đồng hồ sau cám này nó nở ra. Các bạn bỏ vừa sạch sẽ thôi nha, chứ đừng có bỏ nhiều nước quá, nó lỏng, nó khó đốt. Mà bỏ ít nước quá nó cứng, của chim nó ăn không có được. Các bạn làm sao để nó nhão, nó như cho cơm mình nấu mà bị nhão các bạn. Ok đó. Trong lúc thời gian chờ đợi cám này nó nở ra thì mình sẽ chia sẻ cái cách phân biệt trống mái nó như thế nào. Đây mình có hai cặp. Cặp này là được 1 tháng tuổi nè, là 30 ngày á các bạn. Đó, nhìn đam mê không giới hạn này các bạn, nhìn cái áo lồng thôi là thấy cái như thế nào rồi. Đó, những hành động nhỏ, những động tác nhỏ nhưng niềm đam mê là bất tận các bạn. Đó, phải thổi nó lên. Đó, cặp cu này là được 1 tháng tuổi, là được 30 ngày tuổi nha các bạn. Mình chăm sóc từ nhỏ thì mình tiếp xúc với nó sẽ như vậy, là mình tiếp cận với nó. Còn nếu các bạn nuôi nhỏ lớn nhưng mà các bạn thả lỏng AV, cầm lồng vậy nó sẽ bay phịch phịch, đúng cho một lai chính xác luôn các bạn. Đây, như cái dòng cua 1 tháng mình bỏ ra coi nó đậu được trên này chưa. Vẫn đậu được rồi các bạn. Ở đây là 10 ngày, ở đây là 1 tháng rồi, sợ nó rớt quá thì mình cho cái con cua 1 tháng ăn thử nhé các bạn. Trong lúc cám nở mình sẽ cho con cua 1 tháng ăn trước, còn cái con cua nhỏ này là phải chờ nó nhuyễn lên nha các bạn, phải chờ nó nở hết luôn. Đây, con cua 1 tháng lồng của mình nè các bạn. Mà thấy chưa, biết mổ rồi đó, cái này là biết mổ rồi nha các bạn, tự nó mổ ăn rồi, chỉ cần sơ sẩy là nó làm cái ù là lên trời là mất tiêu. Các bạn cẩn thận nha. Đây là cua 1 tháng lồng. Mình phải nuôi như vậy thì mai mốt nó sẽ thành con cua khách. Rồi, không để các bạn chờ đợi lâu, mình sẽ phân biệt trong mái cái cặp trưởng thành này trước. Đây, các bạn nhìn kỹ nha, nhìn kỹ nè, ở đây là một cặp trống mái nè. Đây là con mái và đây là con trống các bạn. Con trống nó phát triển nhanh hơn con mái. Con trống nó đã có lấm tấm cườm ở cổ, được 1-2 đốm, còn con mái thì chưa. Và nha các bạn, cái này hồi trước mình cũng có phân biệt con chim bổi, con cua gáy bổi, trống và mái, nhưng có rất là nhiều bạn vào bình luận là sai.
Hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy hai cặp này nó đúng như thế nào. Các bạn sẽ bắt ra. Cái này là sơ thể là mất tiêu nha các bạn. Tại nó cu là nó vầy. Ở đây là con trống. Các bạn có thể nhìn thấy cái cườm nó lấm tấm nè. À, còn chỉ mái thì chưa. Nhưng các bạn nhìn kỹ nè, hai cái mỏ nè. Mỏ ăn trống nhỏ hơn. Mỏ chỉ mái to hơn. À, đó là điểm thứ nhất là nhìn cái mỏ. Thứ hai là cái chỉ giàm. Chỉ từ cái mỏ lên con mắt ăn trống đậm hơn. Các bạn nhìn thấy không ạ? Rõ không ạ? Chỉ mái lợt hơn. Nhưng ăn trống là ngay thẳng luôn con mắt. Còn chỉ mái tôi lệch ở dưới con mắt. Đây mình sẽ lấy thước đo cho các bạn xem. Cầm một cái cây nha. Vẽ một cái ngọn cỏ đi. Mình sẽ đo cho các bạn xem thực tế nó như thế nào. Mình chỉ cần nhìn vào một điểm duy nhất đó. Mình phân biệt từ nhỏ tới lớn. Đó, từ 10 ngày tuổi nha các bạn. Còn nó chưa tới 10 ngày tuổi thì nó chưa có cái chỉ giàm này. Để các bạn, mình có thể đo từ cái mí mỏ này lên. Các bạn, nếu chỉ mái thì nó ở dưới con mắt. Đó, cái chỉ giàm này nó chảy dưới con mắt này các bạn. Đó, mình đo theo cái mỏ nè. Đây. Con mắt nó ở trên cái chỉ giàm đó. Bạn thấy chưa ạ? Rồi, còn anh trống đây. Anh trống có vẻ như bự hơn một chút các bạn. À, phát triển sớm hơn, cái giò nó cũng bự hơn nè. Còn anh trống thì nó ngay luôn các bạn. À, nó ngay giữa con mắt nó luôn. Không có lệch tí nào. Và bên đây cũng vậy. À, ngay chính giữa luôn. Chỉ giàm của anh trống rất là đậm, to, đậm, sâu. Còn chỉ của chị mái lớn nhất. À, các bạn, còn con mắt thì nó giống y chang nhau. Cái đầu thì anh trống phát triển lớn hơn thì cái đầu nó sẽ bự hơn rồi. Nhưng đặc điểm là cái mỏ nó nhỏ hơn. Cái đầu bự hơn mà cái mỏ nó nhỏ hơn. Các bạn, đó là một thực tế. Chim được 1 tháng tuổi nha. Và bây giờ chim 10 ngày tuổi nó như thế nào? Thì các bạn sẽ xem nha. Trước hết chim 10 ngày tuổi nè. Các bạn. À, cái dòng cu á, nó không có há miệng. Nó chỉ hút thôi. Nó chỉ bú thôi. Đó, cu nó cứ nhủi 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 vậy. Chim nó mới há banh ra. Còn cu là nó nhủi 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 nhủi. Bắn cười gì. Đó, đó, nó cứ nhủi nhủi nè, bắt đầu. Ở nhà cho ăn no mất tiêu rồi. Này, nó cứ ngắt cái bầu. Con trống này sao? Đó, sau khi cám nó nhủi như vậy nè các bạn. Nó nhủi như vậy, chỉ bắt ra. Và nó đói nó sẽ tự nhủi. À, bỏ trên cái bàn tay thôi. Nó sẽ tự nhủi nè. Nhưng mà cái dòng cu này, nó nhủi xong nó lại thụt lùi. Đọc chỉ mới đọc. Nó cứ nhủi từ nào nó thụt lùi từ đó. À, nếu các bạn bỏ trên tay là phải để dưới có cái gì hứng đó nha. Không nó thụt lùi rồi nó rớt các bạn. À, giờ này ăn no, ở nhà ăn no mất tiêu rồi. À, và vẫn nhủi. Đó. À. Nó không đói nè, nó một cái diều cứng ngắc nè. Sơ ý là mình cho ăn trước, tại sáng dậy mình cho ăn các bạn. À, nó theo cái cử. À, bây giờ mình sẽ xem cái cặp 10 ngày tuổi này trống mái nó khác nhau như thế nào. Bắt đầu mình đo nha các bạn. 10 ngày tuổi thì nó nhỏ hơn 1 tháng tuổi chắc luôn. Rồi bắt đầu đây, để chờ mình bóc cái này ra. Tại cái chỉ giàm nó nhỏ các bạn, sẽ đo cho các bạn xem thực tế.
thì nó khác nhau nó như thế nào. Đây các bạn, trước hết các bạn so sánh này, các bạn nhìn nè, các bạn nhìn và cảm nhận nè. À, ở đây anh trống là cái mỏ nó cũng nhỏ hơn, đây là anh trống nè các bạn, cái đầu bự hơn một chút nhưng mà cái mỏ này là nhỏ hơn chỉ mái. À, các bạn nhìn kỹ không ạ? Rồi bắt đầu mình nhìn từ chỉ dàm nha. Bắt đầu từ này, chỉ dàm này nó chưa ra chỉ đầy đủ như chim trưởng thành, nhưng mà mình đo từ cái mép mỏ các bạn. Chỉ dàm là nó từ cái mép mỏ đi tới con mắt. À, đây các bạn có thể cho nó ngậm đi, cho nó ngậm một cái cọng cọng cỏ này, các bạn sẽ đo nó sẽ chính xác các bạn. À, nó ngậm một cọng cỏ, nó đo nó sẽ ngay giữa con mắt luôn các bạn. Đây sẽ đo này, à, nó sẽ giữa con mắt luôn các bạn. Ngậm đâu rồi? Nó không có ngậm. Đây mình nhìn cái mép, mình có thể nhìn thấy từ cái mép mỏ lên tới con mắt là nó thẳng băng, nó chia đôi con mắt ra các bạn. À, chia đôi con mắt ra luôn. Còn con mái nó lại ở dưới đây, đây là con mái này các bạn, nó hơi nhỏ hơn một chút xíu bên hồ cà bên hồ dịch thôi, chứ nó không có nhỏ hơn nhiều nha các bạn. Cái đầu nó hơi nhỏ hơn thôi, nhưng mà cái mỏ nó lại to hơn. Còn chỉ mái nè, nếu các bạn kẹp vào như vậy, à, cái chỉ dàm nó ở dưới con mắt ngay bon luôn các bạn. Đó, đây các bạn, chính xác luôn, không có sai mấy nào được. Từ hồi nhỏ vậy nó đã phân biệt rạch ròi ra là mắt con mái nó cao hơn cái mép mỏ, mắt con trống là nó nằm ngay chính giữa. Mình chỉ nhìn vào một điểm đó, mình đã so sánh cho các bạn xem. Một cặp này là một tháng tuổi, nó cũng y chang vậy. Và cặp này, và cặp này 10 ngày tuổi, nó cũng y chang vậy. Nhưng đặc điểm là cái mỏ con trống nó lại nhỏ hơn mỏ con mái. Đầu con trống thì nó to hơn, nhưng cái mỏ nó lại nhỏ hơn các bạn. À, còn cái giò thì nó cũng ngang ngửa nhau nè. À, lông đuôi đang ra lốn phún nè. Lông vi thì nó cũng chưa mọc ra đủ. Cách phân biệt chính xác, không có tuyệt đối thì cũng 99% các bạn. À, sai số rất là thấp. Thì các bạn cứ áp dụng theo cách này, các bạn lựa 99% là trống. À, hai con đây. À, các bạn nhìn con trống nè, nó lấn lướt hơn một chút nè. Cái dòng chim nó rất là hay, nó nở ra là một trống một mái các bạn. Nhất là dòng cu này, họ cứ một trống một mái. Đây, đây là anh trống, đây là chị mái. À, anh trống nhìn nó khác, chị mái nhìn nó khác. Không, lấn lướt hơn một chút xíu, dù là nở ra một lần. Bạn nào thấy hữu ích cho mình một like, thấy hay chia sẻ lại cho bạn bè của các bạn. Bạn nào có bình luận gì, có ý kiến gì, để lại dưới video, mình sẽ phản hồi bằng video sớm nhất. Video đến đây tạm dừng rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Chào ạ.